Câu chuyện kể về một chàng thư sinh, anh ta là thiếu gia con nhà giàu trong vùng, nên cha mẹ luôn chăm sóc, lo cho chàng thiếu gia này đầy đủ. Rồi thời gian, chàng thiếu niên này cũng đến tuổi lấy vợ, nhưng anh ta đã thú nhận với cha mẹ mình rằng anh bị liệt dương, nên không biết có thể có khả năng sinh con nối dõi tông đường hay không. Và tình cờ, nghe nói có một vị thần y, mặc dù là nữ giới, nhưng cô ta có thể chữa được bách bệnh. Chàng thanh niên đã tới để năn nỉ nữ thần y chữa bệnh, giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.极乐山人的府邸在何处啊？姑娘，请问这道极乐山人的府邸在何？我这病荒唐，你明知道我不举，你还带个青楼女子过来，是想刺激我吗？少爷，少爷，吃了心灵传人，快向神医赔罪呀！姑娘，哦不，神医，在下刚刚口述，没血气方刚之气，为何会有？ 不止这症，来，孙总，相公，现在感觉怎么样？好多了，真的还差一点点，我先帮你把把脉。好啊，我用这把脉把更精准一点。